chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm, gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Để em không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Thì cái hung 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 cái mình cũng làm theo, trong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung gọi là hung thả thính á, vậy đó. Thử xem là có phải là những người có ham mê đâu, ham mê lúc đầu rồi. Dĩ nhiên là rất là mê chứ, nhưng mà mình rồi này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Và không để mất thời gian của quý vị, Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cũng như chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em là Nguyễn Thái Hòa, em 29 tuổi, đang làm nhân viên về mảng quảng cáo cũng như là MC bên tiệc cưới. Thế còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và các vị khán giả. Em là bà Nái Liên, năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai em cưới nhau bao lâu rồi? Tới bây giờ là khoảng 7 tháng lẻ 4 ngày. Mối tình của các em, anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ, đúng không nào? Không. 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 Bây giờ anh kể cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tìm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok, mình cũng đợi. Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô, đang chuẩn bị tạo thế, mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Là thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn, ê, mấy kiểu mình kiểu nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự, không em không vô duyên quá. Cũng đi với nhau xuống một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao, rồi nói mình xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu như cái người em thích á, là con gái hơi giỏng giỏng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi tươi, thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? À không, anh đưa cho em xong anh đâu có đưa khoe đâu. Khoe là mình chụp đẹp đâu... cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm, gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Em không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện, cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn. Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á, sợ cũng là gái nhiều lắm, cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng nói 2 lần rồi. Lần thứ 2 á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ. Em thấy cũng được rồi. Thì em cũng thấy là ok thôi, mình quen thử đi. Ai biết là chắc là cũng 2 tháng 3 tháng gì thôi nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em còn phận lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á, là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm. Vậy thì em có nghi ngờ gì vậy anh không? Em thì không có nghi, nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á, nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc BD á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang. Ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung. Hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có... Anh sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng... Rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Rồi em đứng kính xíu. Cái nỗi quất ức của em cái bộ đó. Đang nằm bình thường coi tivi, cái bay vô em hết hồn với.
thì cái hung 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 cái mình cũng làm theo, trong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung gọi là hung thả thính á. Vậy đó. Thử xem là có phải là những người có ham mê không? Ham mê lúc đầu rồi dĩ nhiên là rất là mê khách sạn rồi mình... này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là không có gì hết. Không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì vẫn đi chơi bình thường. 3 ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để mà không người ta nghĩ mình gì vậy chị. Rồi chừng nào mới thiệt. Đó. Thiệt á, không nhớ lần đầu tiên. Không nhớ nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là sao có lần đó lúc mà mưa. Dạ. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa thì em nghĩ chắc cái quán cà phê thì không. Bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp đời trai. Ủa thiệt luôn á hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không? Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi con trai vô nó khác, con trai nó biết gì luôn á. Chứ em sao em bị ai cướp? Bây giờ là cưới nhau về mấy người tật xấu đó có lòi ra không? Rất là nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ví cái dụ nào như em là thích thả bơm. Theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á. Là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói. Lâu lâu á tay lạnh á áp vô bụng em, áp vô người em. Nói là người em nóng lắm. Anh áp vô cho nó ấm. Mà đó, mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa, mình giật mình. Ừ. Lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thôi. Lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Ừ. Thôi cũng dễ thương. Đã cái gì nữa? Xấu xí về cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Đó là tật xấu đó. Tật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra nhắc, 12 giờ em ra nhắc, 1 giờ em ra nhắc. Cái mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua, đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Ông chơi game gì vậy? Chơi Mario hai nắm. Chơi Liên Quân. Cái Liên Quân là dễ sợ lắm á. Còn tật gì không? Hợt đảng trí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote với ổng. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất giá trị lớn nữa. Đồ đúng không? Mất máy ảnh á. Người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có, nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biếng không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói, ổng làm thì ổng nói. Ừ, làm vậy cái đó. Mà nói quá. Nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi. Em đi xếp đồ thì ổng bao nhiêu lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó. Anh xếp đồ cho em rồi đó. Em đi lên chặt đồ đi. Còn tật xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày, mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày. Khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ thì đem nguyên đống đồ giặt luôn. Giặt cần giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiêu đó rồi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nồng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ một xíu đi. Ba nghỉ về ba ngồi ba bấm điện thoại đâu cái tiếng có khi hơn 2 tiếng. Cái em đi làm gì làm đi sao cứ ngồi bấm hoài. Tôi mệt rồi tôi mầm đi ông sao ông lúc ông bấm ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nảnh vợ đúng không? Ông làm đi rồi em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ nhưng mà hết làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z. Ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà bà rị mọ như vậy thì cái ngàn năm mới một lần. Ví dụ như là hết gì rồi bà ngồi bà chà cái toilet ta nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Bà chà mà cái domino nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em không chưa, để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong mà vô trời ơi nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi còn nhân khác là em làm em hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im, chọn rất là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói ổng còn nói nhiều hơn em nữa. Em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này.
để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chọn hình thức là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mà không được cái đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Kiên nhẫn trung, với lại kiên nhẫn. Đừng có tập trung, mà chắc chắn là sẽ kiên nhẫn. Có nổi nóng quá, cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biếng, không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á, chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á là một cái năm cực kỳ gian truân luôn, để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình, hòa nhất với cái tôi bên kia và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á mình nương. Ngược lại người chồng cũng như vậy. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết. Chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ là trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không, vượt qua cái 3 năm đầu tiên. Cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á, nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên rồi ổng la hay là ổng làm gì được không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không, ảnh không thể nào ảnh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu tìm được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau và hạnh phúc mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn. Cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch, cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, bây giờ Thạch. Dạ, con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà, tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó em vô cái mới thấy bạn này mới quá, tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn mấy năm trời luôn, giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này cái niên thích cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con chứ, tan chảy trái tim rồi, đúng rồi. Trái tim đã hóa đá luôn. Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nhìn nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao?
Tại vì dạ đúng rồi, con lại con nói chuyện, ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi con bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt cặp già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi, kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó trong lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm sự không? Là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng. Xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung á mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoái đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói họ cứ vô tấn công vô tấn công. Nói thôi thôi, người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy anh tấn công như tấn thế công nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ sáu á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, hôm nay mẹ Thạch la. Cưng quá. Thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương, dễ thương mà. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á, tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó, mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì, cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Tay. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Như mèo hôn gì đó không liếm. Hôn má hả? Rồi, rồi liếm mặt luôn. Ê nó nghe nè. Bộ mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Giữ mùi hương. Ông đánh dấu á, chạy về. Bà dân bà tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao không kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Rồi, vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, cũng gần cả tháng á. Hả tháng là hôn cứ ướt là ướt nhẹt mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Hôn coi có bị chét phấn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì hết. À tức là để mật mật đó hả? Để mật mật. Trời đất ơi. Trời ơi mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ đúng không? Bây giờ thì biết hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa hay là vẫn còn con nít? Bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ vừa cũng còn nít, vừa 50 nít 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không, làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con không thấy cái con. Tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi. Cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia.
Không, mấy bắp tích nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Rồi con hứa nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà. Nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái cái thật vô mặt. Thấy không, lần sau ra bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hai bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết chăm sóc chu đáo luôn. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là 1 năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng thì lúc đó là có 2 cái túi phổi dự trữ á, cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Khi Thạch đi dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có 2 em bé được chứ, đúng không? Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Được 4 năm rồi. 2 đứa con. Vợ có gì có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cứ mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thép vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang, lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á. Về luôn. Coi như dễ tụt mút. Dạ đúng rồi. Dễ tụt mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm nay là dễ bị tụt mút. Dạ. Có không? Ít quýnh lắm, kia có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Còn gì có ghen không? Lúc đầu á yêu thì la thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào nhắn tin lại. Cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này? Đúng không? Vậy giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng đúng không? Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng nít khiếp mà, lắm. Nít mà, giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi, cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra, cái về nhà được mấy ngày. Tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái kêu, Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm 2 đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông ấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con làm sao mà để cho Nhi thành có 3 đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch.
Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt với cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Trời con biết sao không? Nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con được có không? Chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Mệt con chứ không mệt ai, hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ. Hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng lên. Nó xúc động rồi. Vợ con cũng biết luôn, con giấu tới giờ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Thôi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Cảm ơn. Mình á, ô sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Anh không có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Ông chủ động với tôi có giá hơn. Mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nổi tới đất thường cẩm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng cái còn mới chui cái đầu vô. Cái tự nhiên ông không có cái chắc. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào cô Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Chú luôn. Con tên là Tuyết Nhung. Năm nay con 31 tuổi. Hiện tại con đang làm vẽ tranh trên đá. Dạ, một cái đơn vị làm quà tặng nghệ thuật ứng dụng, sở nghệ thuật chi ạ. Con tên là Võ, hiện tại con 31 tuổi và nó là đồng sáng lập của sở nghệ thuật chi ạ. Không xong đó thì con có một cái lớp học tiếng Anh nhỏ tên là Bob English. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Ấy nhau không kể. Quen nhau sao nhưng mà em nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ở đâu không? Trong lớp chứ đâu. Thật lào. Con học ở một cái huyện gọi là Tam Nông. Nó có hai trường tiểu học, trường tiểu học Chầm Chim 1 và Chầm Chim 2. Thì lúc đó năm lớp 5. Thì thật ra cái lần đầu tiên gặp nhau là cái lần trong hội thi đố em. Em đã gặp nhau từ trong chương trình đó. Thì đây Nhung là đội tuyển đố em của Chầm Chim 1. Con là đội tuyển đố em Chầm Chim 2. Nhưng mà thật ra lần đó gặp nhau thì nó cũng nhạt nhòa lắm, không có gì. Đúng rồi. Mãi lần học chung với nhau và có ấn tượng nhau nhất là năm lớp 6. Lớp 6 mà nó đã để ý Nhung rồi. Năm lớp 6 là bắt đầu con để ý một cô gái khác. Hồi lúc cái bạn Nhung có để ý một chàng trai khác không? Đúng ra là con là tương tư ông này từ cái hồi lớp 6. Thật ra con yêu biết yêu từ lớp 2 rồi cô Dân. Con để ý cái bạn kia rồi, đối diện con. Con vẫn chưa thằng con để cô. Con để cô là 5 tuổi nó để ý thằng con gái cô rồi. Và lúc đó là con thích cái hình ảnh của một cái người học giỏi, thư sinh. Đó thì con để ý cái ông này là từ cái hồi lớp 6 đến cái năm lớp 10 thì hai tụi con không học chung nhau nữa, chia nhau ra. Ổng thì học khối A, con học khối C. Đó thì cái một cái ngày đó thì ổng tới lớp khối C, ổng đứng ở trước cửa ổng đợi. Con tưởng là đợi con nhưng không phải, đợi bà kia. À tức là con vẫn âm thầm cái bạn đó từ năm lớp 6 cho tới lớp 10 luôn. Không phải cô Dân nhiều lắm em, 1 2 3 4 mà Huệ rồi Kim gì Hoa Lan gì lắm trơn á. Thì thôi con mới quyết định là mình đi tìm một cái hạnh phúc mới. Lớp 11 thì con quen một cái bạn khác và cái bạn này cũng quen một cái bạn khác luôn. Tới khi mà năm 3 đại học luôn thì tụi con cũng bạch tính nhau, tụi con cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Cho đến cái năm mình năm 3 đại học thì con nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó là con đang đi Đức Mẹ La Vang. Dạ, thì anh này mới gọi điện tới hỏi Nhung hả, bà đang đi đâu vậy? Xong con bảo là tôi đang đi chơi. À, bà đi chơi bà mua quà cho tôi nha. Cái ủa, sao tự nhiên gọi vậy? Thì bởi vậy, em nhớ vậy. Sự sắp xếp của anh. Tại vì trước đó là Nhung tặng sinh nhật con một cái hũ kẹo.
là lúc này có tặng anh thích hàng mát lắm, nghe là cái hũ kẹo mà trong đó sẽ có thêm những cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này, nó sẽ cuốn lại cho đó. Khi mà mình mở ra mình đọc thì mình biết, ví dụ như chúc anh lành hạnh phúc hay là luôn luôn vui vẻ cười nha, vì tôi nhưng thích ông con... cười lắm. Lúc đó xong thì hũ kẹo nó bị kín, sau đó thì bắt đầu con mới phải rửa hũ kẹo đi. Sau đó một ngày cầm hũ kẹo lên thì mới nhớ, thì mới đầu mới gọi điện. Cái hũ kẹo đó là con tặng lúc nào? Thời điểm năm đó là cũng năm 2, năm 3 đại học thì con mới sực nhớ tới ông này. Ủa nghĩa là lúc đó là con vẫn còn thương ông này hay sao? Dạ không, tức là khi mà hai đứa có một cái mối tình hồi năm cấp 3 rồi thì lên đại học là tự nhiên rã ra hết. Lý do gì con tặng ông một hũ kẹo mà nó rất là tình cảm ở trong đó? Nhật, lúc đó sinh nhật, lúc đó là sinh nhật. Dạ đúng là sinh nhật, dạ. Nhiều khi là sếp mà tặng cho thằng kia, bây giờ mà cha chứ tặng á. Đúng chứ, tay còn đem bắt ông này. Thì uổng quá, cũng lao mình sếp ách qua mày luôn. Thật ra là cô Dân nói vậy là cũng đúng, tức là con nghĩ là nó chỉ là một cái món quà tặng bạn bình thường. Ông cười đi, tôi rất thích khi ông cười, ví dụ vậy trùng tính tặng ai không được. Như vậy là khi tao làm sẵn rồi, cái tao chưa kịp tặng ai, tao tặng mày, mày về mày tương tư chứ bộ. Vậy là coi như là bỏ, là cứ nghĩ là bạn này vẫn còn thích mình. Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Sau đó là mới gọi điện cho Nhung. Dạ đúng rồi. Và nói với Nhung, nhớ về tặng cho tôi một quà nha. Tại đang đi du lịch mà, không có tặng không Nhung? Dạ có. Nay đã có nước giặt giã tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thật ra đó là món quà gì? Nghĩ trong bụng nói trời ơi, ông nội này tự nhiên nói vậy giờ không để nó không. Ừ. Thôi mua đại cái gì đó. Thì lúc đó con đi Đức Mẹ La Vang thì nó bán rất là nhiều những bức tượng. Cái con mới mua một cái bức tượng Đức Mẹ Maria Cẩm Thạch về thì phải tặng thôi. Hai đứa mới hẹn hò nhau. Mà thật sự là bây giờ em không nhớ luôn tại sao mình lại chọn cầu ánh sao luôn vậy. Tại vì cái cầu ánh sao đó là nó rất là nhiều cái cặp đôi đi vô đó. Lãng mạn. Dạ lãng mạn. Mà bước vô thấy ta nắm tay rồi người ta ứ ừ quá trời luôn. Có tà ý sẵn trong đầu rồi. Phải không? Chuyện qua gì xảy ra? Cầu ánh sao thì có chuyện gì xảy ra? Dạ. Qua cầu ánh sao thì vẫn như những cặp đôi khác. Chúng con lon ton trung tăng thì mình á, ủa sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Nắm luôn chứ. Nắm gì hay nắm vậy luôn hả? Hai đứa mới tìm một gốc cây, ngồi xuống gốc cây, cái con này nè, tặng quà nè. Cái này, cái tượng này hay lắm nha, cái tượng này là nó phải phát sáng trong lúc tối, đêm tối, là ông trưng lên bàn thờ là nó sẽ dạ quang ra. Đẹp lắm, đẹp. Xong cái ông lấy cái áo khoác á, đụm đầu ông vô. Cái ông la lên: sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nội tới đất thường cẩm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng. Cái con mới chui cái đầu ông vô. Cái tự nhiên ông không còn cái chắc. Dính trời ơi. Cái kế hoạch của con sao, con nói cô nghe coi. Con đâu có kế hoạch gì đâu, con bị dụ mà. Ủa, con bị dụ là tại sao lúc đó con dụ lại, con chơi cú chót vậy? Con nghĩ là cái này nó xuất phát từ trong quá khứ nhiều hơn á. Con nghĩ là thật ra trong quá khứ là lý ra là con với Nhung đã yêu nhau từ năm lớp 8 rồi, chứ không phải là mình phải đợi tới năm 12 hay là tới năm 3 đại học này nọ đâu. Lúc đó còn nhỏ quá mà, ý là bạn gái là phải đẹp. Đúng không? Bạn gái phải cao ráo, hot girl này nọ. Tại đợt đó mình trong trường mình cũng có số máu Nhung có một cái là rất là thấp. Thì chính vì cái đó thật ra lúc đó cũng rất là có cảm tình với Nhung á. Nhưng mà đợt đó con nghĩ là chính vì cái đó mình không quen. Ủa sao bữa đó em tối học trò đúng rồi. Sau đó tới năm lớp 11 giả vờ hỏi ủa bà có bạn trai chưa? Nói chưa. Cái lúc đó mình cũng mừng mình tưởng thiệt, nhưng mà ai ngờ nó giống. Tại lúc đó là Nhung cũng đâu chờ mình hoài được, lúc đó quen một người khác rồi. Đúng ra là con đã có cảm tình của mình từ lúc đó rồi. Chờ cơ hội thôi đúng không? Ở đây rồi. Mình phải nói vấn đề nếu như không có chủ đích mà săn đúng cá đó hoặc là săn thỏ đó thì lý do gì mà kêu người ta không, hiểu không? Là không có chủ đích thì thành. Nhưng vậy mà tại sao nghĩ là cái can đảm ở đâu ra mà con dám cưỡng hôn người ta ở trong cái áo choàng đó? Lúc đó tất cả mọi thứ trong quá khứ á, với lại những cái môi trường xung quanh nữa. Nhung đi chơi thì cũng có make up này nọ kiểu. Đến bây giờ con vẫn tự tin là ổng bữa đó ổng gài con. Mặc dù là mình thích ổng trước thôi nhưng mà ổng đâu có đồng ý. Nhưng mà tới khi mình không có sẵn sàng nữa, mình bình thường hóa cái mối quan hệ thì ổng làm những cái việc như vậy. Ông chủ động với tôi. Tôi có giá hơn, mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Như vậy thì hai bạn coi như là quen nhau, là có gặp nhau thường xuyên không? Tính ra là cái mối tình của tụi con là yêu xa nhau nhiều lắm. Xong khi mà ra trường thì Võ đi làm dầu khí ở Vũng Tàu, con thì ở Sài Gòn. Trưa công ty thứ bảy mới xong. Cứ là 12 giờ cái bon một cái là bắt đầu là con chạy xe máy ra, leo lên xe Hoa Mai, đi cái bèo xuống dưới Vũng Tàu thăm ổng. Còn cái ngày nào mà ổng đi dạng khoan mà nguyên một tháng là cứ ổng đáp, ổng vô bờ
liền á, là bắt đầu là ổng mặc nguyên cái bộ đồ mà dầu khí, mà bộ đồ màu cam mà nó dính cái quần nguyên cái áo luôn đó. Dạ, là mặc nguyên bộ đồ đó, leo lên xe mai đi về tới đây Nguyễn Thái Bình con ra con đón. Là con mỗi lần con bước xuống con thấy xúc động lắm. Nhưng mà tụi con thời điểm như vậy là mất bao lâu? Yêu xa là khoảng 3 năm nhỉ? Dạ đúng rồi. Rồi tụi con yêu nhau được bao nhiêu năm thì cưới? Tụi con yêu được 4 năm. Bên nào là hối cưới? Con hối cưới. Để em kể lại khúc này một xíu nữa. Cái khúc mà cưới này nó mới hay nè. Trước đó đi làm dầu khí, công việc rất là tốt, thu nhập rất là ổn, tiền rất là nhiều. Mà đúng là lúc đó là tiền nhiều thì rủng rỉnh túi. Lúc đó rất nhiều người nói là Nhung quen rõ vì tiền. Rất nhiều lắm, nhiều lắm. Từ năm 2014 tới năm 2016 là tụi con yêu xa. Tới năm 2016 đùng một cái khủng hoảng dầu khí xảy ra. Thì lúc đó nó cắt giảm nhân sự và con bị sa thải. Tới cuối năm 2016 về lại Sài Gòn thì lúc đó chưa làm gì cả, mức lương từ 40 triệu rớt cái bạch xuống còn 4 triệu. Cái giai đoạn mà Nhung đòi cưới á, không phải là giai đoạn mà 40 triệu. Đó là giai đoạn 4 triệu. Đã yêu thiệt mà chứ đâu phải cái chuyện người đời người ta nói gì kệ người ta đi. Dạ, đúng rồi. Con chỉ muốn thêm vào một chi tiết ấy là một người có thể gắn bó với mình lúc mình giàu cũng như lúc mà mình không giàu. Thì người đó chắc chắn sẽ đi với mình lâu dài. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 4 năm. Dạ. Rồi có mấy bé rồi? Dạ có một bé 20 tháng. Một bé như vậy là về ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết đúng không? Chờ em nói trước đi. Anh nói trước đi. Thôi anh nói trước mà còn em không nói được nữa. Em nói trước đi. Thật ra là ngày xưa thì con bực dọc ổng nhiều thứ lắm. Tính con thì hay kiểu khó tính. Ông này thì được cái là ổng hay chọc, hay xàm xàm á. Nên là con cũng hơi bực bội mà. Một ngày cãi nhau cũng đau chắc 10 mấy lần á. Con thì rất là khó ngủ. Ổng thì ngáy. Ngáy dữ lắm cho nên nhiều khi ngáy vậy thì mình bực bội mình. Chồng có vô tâm không? Dạ dạ có. Ví dụ như là hồi đợt con đi về với lại quê của anh Võ, con đi đám cưới của con của một bác nào đó, bạn gái mà mới về thì cũng được dòm ngó lắm. Con chào bác, con chào cô, con chào thím, con chào mợ, con chào ông, con chào bà. Chào hết đó. Dạ chào hết đó. Dạ nói chung là chào hết. Dạ. Dạ. Thì cái khâu chào đó nó tốn khoảng đâu đó khoảng gần tiếng đồng hồ cho cái tiệc đó. Thì lúc đó mình cũng hơi cồn cào nè. Tới lúc mà con định ăn thì con nhìn lên trên cái chén của con nó không có đũa. Thì ông mới quay ông hỏi em ăn đi em, ăn đi. Cái con nói đũa đâu anh. Thì ông mới nói ủa vậy không có đũa hả? Ừ kiếm đũa em ăn. Dạ dạ mời con vô. Dạ chú thím là để vợ mình đi. Dạ. Mình ăn. Một hồi thì con mới khát nước quá, con mới quay lại anh ơi cho em miếng nước đi. Thì mới nói ủa em không có nước hả? Đi kiếm nước em. Dạ đó là không có miếng nước luôn mà cũng không có cái gì luôn. Ý là con quên, con nghĩ có tay mà, có tay đúng không Vũ Thịnh, đâu phải là không có tay đâu. Mấy cái chuyện mà ví dụ mà như đội nó mạo hiểm hay là tặng hoa vợ ngày kỷ niệm hay là cái gì đó thì nói chung là nói với con là con quen rồi. Là không có xảy ra. Dạ dạ. Tất cả cô gái đều muốn ví dụ như lên xe đi anh sẽ cài nón bảo hiểm nha, hoặc là anh gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm đúng không? Hay là chứ sao ai mà không muốn được phụ nữ là đi. Tại vì á con biết không, có những ông chồng á ngộ lắm, vô tâm tới cái mức như vậy nè. Nhưng mà không phải là vô tâm nữa mà chỉ là vô tâm với vợ thôi. Ví dụ như vô cái bàn tiệc vậy đó. Gấp cho hết mọi người. Gấp cho hết phụ nữ các thứ. Vợ mình quên cái có. Còn cái gì nữa không nè? Dạ. Con nhớ rồi. Mới cãi nhau nãy luôn. Ông ấy thích quậy. Ví dụ như là con pha cái ly cà phê, mỗi lần con mở cái bình giữ nhiệt con lên là không còn miếng nào. Mà y như rằng nha, nói nhiều là anh ơi anh đừng uống chung với em nữa. Hai đứa pha hai ly đi. Không thích uống chung con thích quậy á, cái mỗi lần con uống ủa hết rồi mà chưa hết được miếng nào luôn. Hai hớp ba hớp của ông tu một lần là coi như là như uống trà đá vậy đó. Đó là vô tâm hồi nãy thôi. Nói tóm lại là Quốc chỉ có một cái là vô tâm thôi. Là mong muốn thay đổi là cái bớt vô tâm thôi đúng không? Mong muốn thay đổi hiện tại con là anh đừng muốn chung nước với em nữa. Còn vấn đề là không phải là mình muốn chung mà làm biến pha. Là phải có người, nếu mà có người pha riêng cái là được làm biến vậy là dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó. Con nghĩ cái điểm mà xấu nhất cũng như là tốt nhất của Nhung đó là kiên định á. Ý là nếu mà nói về hướng tích cực là kiên định, còn nếu mà nói hướng tiêu cực là lì. Tới lúc nấu đồ ăn mình đói quá rồi, tới 12 giờ và mình có một cái tật xấu ăn là cũng nếu mà có gì ăn anh thọng đại họng cũng được đó, không em phải nấu cho nó thật là chuẩn chỉnh. Nấu tới 2 giờ chiều wow lắm. Nhưng mà nếu mà một lần thì mình có thể tha thứ đúng không? Nó kéo dài trong nửa năm. Bây giờ là con mong muốn Nhung thay đổi gì? Nếu mà nói theo kiểu đạo đức giả là anh không cần em thay đổi gì cả, anh yêu con người của em rồi. Nhưng mà nói kiểu đạo đức thật là ý là thật ra cho dù em thay đổi cỡ nào cũng sẽ có cái không hài lòng thôi. Vậy con nói với Nhung ý là thay đổi cũng được thôi,
nhưng mà mình sẽ cảm thấy xa lạ. Và mình cảm thấy cái người đó mà phải người mình yêu không, vậy thôi mình đi yêu một cái cô nào đó chứ cần gì phải yêu cô này. Nói chung là nghe các bạn chia sẻ những cái câu chuyện, cho dù là những cái câu chuyện về quá khứ các bạn yêu nhau như thế nào và ai là người coi như cưa, ai là người chủ động trong tình yêu, hay là đến cái chuyện mà các bạn hiểu nhau trong cái cuộc sống hôn nhân của các bạn, thì thật ra nghe cả chuyện khui tật xấu các bạn khui cổng ra đó mà đã đủ thấy được là trong cái đời sống hôn nhân các bạn gần như là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Thực ra là đối với tụi con á, cô tin cái điều mà Võ có nói hồi nãy là với một cái người mà họ đồng cam cộng khổ với mình từ lúc mà mình có nhiều tiền cho đến lúc mà mình hết tiền cô tin chắc là tụi con sẽ có thể nắm tay nhau đi một con đường rất là dài. Thì mong là tụi con sẽ là như thế. Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Tại vì thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Đà Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ. Trời ơi, con tức quá. Rồi con vô, con cũng nói chuyện, nói dạ bác, giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ, thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Rồi chào các cả một khán giả. Em tên là Hàng Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy hả? Rồi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. À, vậy đó hả? Sản xuất hóa là gia đình con đúng không? Dạ. Dạ, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm. Ở mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình Vợ Chồng Son rồi đúng không? Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước. Dạ con, dạ con. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt mà chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. Đây, lì xì. Chứ nữa cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Thấy cái gì? Có nghĩa là... Dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là con đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí ẩn.
con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. Nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người bạn con trai nữa chứ không phải con gái. Dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được có người quẹt lại. Dạ. Nay đã có nước giặt giả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Con cũng vô cũng nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình may mặc, và cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Tại vì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi. Dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full cái gương mặt của chàng trai này đó, thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là ảnh cứ đòi qua đón. Nhưng mà tính con á là con thích tự đi à, con không thích người lạ biết nhà con, cho nên là con nói thôi, con từ chối. Con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là anh tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng nhiều hết. Tại vì, sao? Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì? Nói muốn nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lưỡng, khỏe mạnh mà ngầu ngầu á. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bóc mà, người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa, mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì chung là dạ, tối thui luôn. Chung là con chỉ thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao, mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Là lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi mệt rồi. Hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ. Tại vì sao mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện, nói rất là nhiều vấn đề, đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em. Dạ. Nói hoài nói thường, sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong ảnh mở cốp xe ra ảnh tặng cho con một cái chậu mai. Chậu mai nhỏ. Wow. Mai thiệt là... á hả? Dạ mai hay thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt. Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa thương quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó. Dạ. Được. Thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách hoặc từ phòng khách đi ngược lên lầu? Tầm 3 tháng. Dạ, lâu ạ. Dạ, lâu quá vậy. Đó. Là lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao? Đấy chưa, tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em bé rồi chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao. Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ, con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con cứ đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Cái sao ba kêu có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó còn sao? Dạ lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên chức như vậy. Lúc đó con nghe tin xong thì con nói chuyện với
trên xong con đi về nhà con luôn, để con kiểu con nằm con suy nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi với con hoài. Thật sự là lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm, gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi, con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng, chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó, con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ, con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa. Cả gì gọi liên lạc với con không được. Trinh đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Dạ Trinh mới gọi lại cho bố mẹ, không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không, nói cho bố nghe đi. Lỡ là nói cho bố biết. Nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi ông già nó thôi đã có tuổi rồi. Dạ, như là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua hết Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Cái con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kêu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu thôi để anh về nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi, để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con, thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ đó dạ, con dạ. Cái con nghĩ, trời ơi con tức quá. Cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm lặng dạ, dạ. Con tức lắm, con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại, con nói con có chuyện muốn thưa với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương. Nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con. Con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Cưới xong về đó thì có những cái tật xấu gì. Rồi bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ. Dở trận là thua. Tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à. Kìm lắm. Giấu sau giờ mới lo ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa giờ nè. Giờ chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu ủa nhẹt gì? Không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó. Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu rồi. Hai vợ chồng con á đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều, cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận, thành ra hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau? Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Trên game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thực ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cử tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc
Trinh không có gì muốn nói thì con nghĩ ừ vậy chắc không sao, thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Vậy có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau đúng không? Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Có đến trên là cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á, là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh là sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày, kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc Trinh bày chắc cũng phải 5-6 cái tô rồi, 3-4 cái chảo đầy ra rồi, chén bát tùm lum rồi. Bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải, con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Bừa bộn, cái gì nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi, con thấy là nên, vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó, gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú thiện là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á, thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sao? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút từng chút. Thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Đó. Thì hai em nói hai đứng đó lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình bất cứ tình hình nào vẫn đắc xô. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc xô theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến. Và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Chị xì em chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe. Anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi, em cảm ơn năm mới. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị. Và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng để hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Yeah.
Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắt xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắt xuân. Mơ mơ niềm vui. Thôi thôi, hay lắm rồi. Sát xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn. Một cái không khí phải nói là rất là sinh động. Một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Hai Vợ Chồng Núi. Có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau, và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi với nội tên tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. À là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là... Tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Dạ. Cùng trong xóm. À là biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó. Gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Tiếp tục nè. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe mấy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụi với anh Thiện là sợ, đúng không? Dạ, dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện cứ, bé Nụi là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì vậy? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á, cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụi trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụi nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình tia rồi, mình để ý cô Nội này đó, cho nên cái câu mà bé Nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc con bé Nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. 2 tháng đúng không? Nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh. Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé Nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn, lúc mà kiểu nghỉ Tết xong á thì lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong rạp chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên buổi không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm. Chở em về, trên đường về là em cứ ru nó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở chỗ khác. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Chị em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác, nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ là mới quen. Chuyện mới đầu thì chẳng hạn như
em với chú. Đó là từ từ, từ từ đó. À, nội với chú. À, nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu đó. Anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian xong, đó nhờ, xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm mà. 6 năm. Vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra là tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Anh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Dạ. Ví dụ những cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Được rồi, bây giờ tới Thiện. Có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy, lười thể thao, hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm, đúng rồi, lề mề đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều, chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi vậy được rồi. Đó, bây giờ hai vợ chồng làm quá làm, vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi, bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thì Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay luôn nha. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho chúng tôi biết nha. Thôi xin chúc mừng năm mới.